Đoàn 337 xin chuyển trụ sở sau vụ sạt lở, khiến 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Đoàn Kinh tế, Quốc phòng 337, Đoàn 337 đã làm tờ trình đề xuất phương án gửi Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và chính quyền địa phương về việc chuyển trụ sở chính về địa điểm mới. Ngày 20 tháng 12, thông tin từ Đoàn Kinh tế, Quốc phòng, Đoàn 337 thuộc Quân khu 4, đóng ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã làm tờ trình đề xuất phương án chuyển trụ sở về địa điểm mới. Đề xuất này đã được gửi đến Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và chính quyền địa phương để xem xét phương án di dời. Liên quan đến việc chuyển địa điểm của Đoàn 337, Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa cũng cho hay, tờ trình xin cấp đất đã được gửi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Trụ sở mới dự kiến là khu đất rộng chừng 6 hectare, cách trụ sở hiện tại của Đoàn 337 không xa. Trước đó, như báo dân trí đã đưa tin, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10, một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra ở quả núi nằm phía sau nơi đóng quân của Đoàn Kinh tế, Quốc phòng 337. Gần 2 triệu m3 đất đá đổ ập xuống, khiến 4 dãy nhà của đơn vị bị vùi lấp, 22 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn. Đến 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, tất cả 22 thi thể của các cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp đã được tìm thấy. Ngày 20 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế, Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo quyết định trên, Chủ tịch nước truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 5 cá nhân và huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 17 cá nhân. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 1628, QĐ-TTG về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 22 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 10. 8 tháng 10.